Đây. Đi ra ăn cơm đi nhở, ông Nga anh ạ. Đi ông ơi. Ồ, cái này nó giống thọc đại anh. Anh giống cái động thật xanh lý thông anh. Dạ. Đúng. Cả đời mới đi ra đây lần mà. Từ ở đây, từ ở trong Nam Mũi Cà Mau đi ra đây là 2000 mấy cây số đó con, chứ không ít đâu. Đây là chùa, bên đây là cúng. 2000 mấy cây số đi ra cho biết. Chi vậy? Rửa mặt phải không? Nước tiên, nước tiên, nước trời trên đây nhiễu xuống. Thì đây nè, tới đây nè. Ủa lạnh như nước đá luôn. Rửa cho mát. Ồ mát ghê luôn, y nước đá luôn. Nhiễu quanh năm cái ta ấy, em múc ra nước đổ. À. Nó nhiễu lỏng tỏn hoài. Mỗi lần giọt bị giọt này nha. Giọt 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 ở đây chứ. Nó nhiễu giọt 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 vậy đó. Đây. Này nước trời nè. Nước thiên nè. Nước thiên nè. Đó, nhiễu giọt 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 nước thiên xuống. Xuống cái bông sen này. Nó đây. Ở đây nhiều bọn tỏ bọn bọn năm qua này qua trong kia. Mà ra nhiều nước. Dạ, mát lắm mát. Ừ. Y nước đá à. Ừ. Y nước đá luôn con rửa mặt. Đâu ra đây. Con ở quê trong Nam, ở Mũi Cà Mau. Ôi trời. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, bác có đi ra đó hả? Bác có đi ra đó không? Thế thì không bao giờ có thể đi được. Con đi tại vì để nên nửa già con đi không được. Hai vợ chồng con đi từ hai mấy ngày nay à? Trời ơi. Làm như cút à? Dạ. Đi cho biết với người ta. Không, đi đi làm cái chương trình này hay phết đấy. Dạ. À. Đây là ăn động chùa Tam Thanh của cổ tích hồi xưa. Ồ đẹp. Đẹp ghê luôn. Nguyên cảnh thiên nhiên đẹp ghê luôn. À cái này nước đá nó lạnh quá, nước lạnh nó nhiễu xuống cái đống đá luôn rồi. À cái thịt nhũ đống đá xuống luôn rồi đó. Ồ. Ồ. Cây ngu đồng là cây này. Đá nó thành cây ngu đồng luôn nè. Đây, đây, đây. Ồ. Nhiễu thành cái cột luôn à. Ồ, nhìn này giống con rồng anh. Giống con rồng anh. Cây ngu đồng. Ừ, cây ngu đồng nhưng mà chân này giống rồng nè. Ồ, đẹp. Rồng. Ồ. Ở chùa Tam Thanh đẹp đúng không? Ở đây ở Lạng Sơn, thành phố Lạng Sơn.
Ồ đi vô mất lạnh giống như là trong phòng lạnh á. Đi đá nè, thôi phòng lạnh á. Ồ. Ồ. Ồ hang. Cưng có đi đường nào trước cưng? Đây nè, nước hiên nữa nè. Cưng, cưng cho. Để đi có mình mình. Cưng ơi, cưng có đi lần nào chưa? Lát ở đây đi lên được không? À lát mình cũng đi đường này phải không? Không, tức là nó không hai cái, nó là hai cái trục không thôi. Cái đó là lên thì cũng phải có này luôn. Rồi lát mình đi ra ngõ nào? Lên bắt sóng rồi. Bắt sóng rồi. Bắt sóng bây giờ bà quay thôi. Quay đi từ đây. Đi đứng lên đường nào lên. Ồ. Đi nguyên. Đi đâu? Đi vào trong hang này. Lấy vào hang xong lên hang trước thì xuống đây. Ủa xong lên hang trước. Giờ bà quay đi. Bà quay đi về đi. Đang tới đây bắt sóng rồi. Đó là bà đang trực tiếp. Còn bây giờ bà tắt đi, bà quay đi thì chút bà đưa sao? Được, bà quay đi bà đưa sao? Ồ, đẹp. Y như con vậy nè. Hai vợ chồng đi vô trong ra đây túi tiền nhỉ? Thì ăn bao nhiêu đâu bà? Chủ yếu là mình đi cho biết chúng ta. Ồ, đẹp. Ồ. Hai vợ chồng quay đi này không? Dạ có. Con đi Việt Nam, đi hết nước Việt Nam luôn. Ồ. Ồ, dơ cái gì nè, quá chừng nè anh ơi. Dơ nè bà. Dơ nè. Đây nè. Dơ. Ui, rồi, dơ con á. Con dơ á. À, con rơi. Con rơi á, con vui á, con rơi á, đó đó. Ui, rồi ơi, bà ơi. Quá chừng luôn nè. Ôi voi ơi, voi quá chừng này đâu ông sáng này. Ô voi ơi. Ô. 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 Quy một động rơi luôn. Ờ sao không đi lên đó? Chúc mình đi sao hả? Nhưng mà chúc đi sao hả? Ô voi ơi quá chừng. Đẹp. Ồ, nhỏ lớn chừng. Cha sanh mẹ đẻ 50 mấy năm mới đi vô động Tam Thanh. Bị từ Nam của chị ngoài Bắc bây giờ mới vào đây đi. Dạ. Nên con từ Nam ra Bắc đi chủ yếu mấy nghe. Dạ. Đi từ mũi Cà Mau lên. Đi ô tô à hay đi xe máy bay? Con đi ô tô không à? Đi đường. Ô tô lái, ô tô lì á. Dạ, tự lấy hai chồng lấy. Lấy nhau lấy đi. Nó có lái được không? Có. Dạ. Hai chồng tự lái đi bác. Con lớn chưa? Con học đại học 5 năm rồi. Y. Hai đứa hết, đứa 5 năm, đứa 52. Chồng lấy vợ chưa? Chưa, con đi học bà. Dạ. Yeah. Đi học con chồng đi du lịch, tự đi du lịch này. Dạ, tự đi hai chồng con tự đi. Ồ, đẹp, quay lại cho mấy nhỏ coi. Tiền xăng tiền dầu, tiền ăn uống ngủ khách sạn. Ủa rẻ mà, ngủ mấy bắt rẻ mà. Bắt gì bác? Hồi tối này con vô đi ra cúp điện con chưa có gì hết. Nhà nghỉ lấy con 100 ngàn. Thôi. Chưa có làm gì hết. Yeah. Con mới vừa lên Ninh Phòng đồ quá, quanh xuống lấy 100 ngàn. Yeah. Mà tại cúp điện chứ đâu phải tại con đâu. Cúp điện sao ở được. Đừng vào khách sạn là vào nhà nghỉ. Đó hồi tối nhà nghỉ đó, khách sạn vậy chứ không sao. Nhà nghỉ có máy phát điện. Ở khách sạn có máy phát điện. Còn nhà nghỉ nó không có máy phát điện. Con vô xong dọn đồ mới vừa bỏ chưa thở, chưa ăn, chưa uống gì hết à. Cái cúp điện con hỏi chừng nào có là chưa nhà nghỉ thôi. Không biết. Cái con nói vậy thôi, vậy con đi. Con ra con lấy chứng minh dân dân. Cái con hỏi nhiêu tiền? Không, 100 ngàn. Thì thôi cởi 100 ngàn ăn cũng hết. 100 ngàn cũng hết, đi đường lạ thì thôi cứ lấy 100 ngàn con cũng trả 100 ngàn. Ôi đẹp. Thầy có lên sân khấu chụp cho thầy kiểu ảnh. Lên đó luôn, đi thẳng đi lên đó luôn. Không lên được nữa đâu, lên được kia là hết bậc rồi. Nhưng mà đi từ nào thì chưa đi, đi chưa biết. À đây con lên này, đấy chú ở trên đấy. Đây. Ừ, đây chụp hình đi nè, cho đẹp. Chụp hình đây.
chụp hình đây, biết biết chừng nào mình đi được. Chụp đi. Ôi tên giống tên con quá ạ. À. Đây. Sao giống tên cô quá à con? Đây là cổng trời. Trong động Tam Thanh. Ôi đẹp quá, đẹp luôn. Đẹp quá. Đẹp quá. Sung sướng hả bà? Vô đây mát đã. Đấy chị xuống về đấy mà xem. Đi xuống được mà. Được không? Đó là một cái hang thôi. À. Ồ đẹp. Ồ đẹp quá. Ồ tự nhiên không? Này đá tự nhiên không mà đá đó. Ồ thổ thạch không? Ồ đẹp quá. Ồ đẹp. Đẹp vô cùng đẹp luôn. Đi tới đó rồi không dám đi sau vô. Tới đó thôi không dám đi sau vô. Con gỡ con đi lên trên đây cái. Tại cả đài con mới đi lên đây lần. Con gỡ máy chụp hình đó đi. Lên này con quanh xuống con quay con chụp. Ồ đẹp quá đẹp luôn các bạn ơi. Này là cổng lên trời của động Tam Thanh. Đây mình đang đi bộ lên đây. Ôi giời ơi. Ôi quá đẹp luôn các bạn ơi. Xa không? Bò xuống hả vậy thôi. Tới đây thôi. Lên được xuống sợ vậy thôi. Tới đây thôi. Đây. Bạn lý tưởng ở trên bò xuống hả bạn lý tưởng? Bạn lý tưởng trên bò xuống không? Ôi quá đẹp. Vậy thôi em tới đây thì em dám lên đâu. Đây, người lý tưởng của mình đang bò từ trên chọc trời quanh xuống. Các bạn ơi, ở trong động Tam Thanh đẹp lắm các bạn ơi. Nhỏ lớn giờ 50 mấy tuổi rồi mình mới đi. Mình đi từ đất mũi Cà Mau. Rồi đi ra tới thành phố Lạng Sơn. Vô chùa Tam Thanh. Lên đỉnh. Lên cổng trời. Ôi đẹp quá các bạn ơi. Đây. Ôi đẹp quá. Bác ơi, bác ở đâu bác? Bác ở quá à? Trên đỉnh đầu Trung Quốc. Con mới một trên bóng cái xuống hôm qua. Đó là Hà Giang ấy. Hà Giang hả? Vậy giờ con đi lên Hà Giang nè. Hà Giang đi chưa? Chưa, giờ con bắt đầu đi nè. Đi lên Đồng Văn à? Dạ đúng rồi. Lên Cú à? Dạ đúng rồi. Con đi lên đó. Qua ngày lên đến Hà Giang. Dạ. Đâu, bây giờ người ta đi đường này đi. Người ta đi sang Cao Bằng rồi đi lên Hà Giang luôn. Đi thẳng đường nào? Giờ đi đây này vô thành phố, vòng vòng đi này đi lên. Nhưng mà xong đi theo qua đường nào đi lên Hà Giang? Đi lên Cao Bằng, từ Cao Bằng đi sang Hà Giang. À đúng rồi, đi đường này luôn nè. Chứ không đi đường cao tốc. Em đi đường dưới đây không, không đi đường cao tốc. Ôi Giang ơi, leo ghê thế. Mà cái này trơn. Trơn đấy, cẩn thận con đi. Không leo chứ con không leo nổi đâu. Ủa rồi bé đi lên đường nào lên nè?
Đây nó đẹp nè. Làm mới đẹp nè. U, bé đi lên đường nào hay ta? Bên đó hả? Bên đây dễ đi hơn hả? Con lên tái cọc trời chưa? Lên tái dọc trời chưa con? Chưa. Đâu? Bà Tư Thị đâu em? À đi nữa hả? À rồi rồi lát đi theo. Lát đi theo. Quá đẹp. Đây hang động của chùa Tam Thanh. Quá đẹp luôn, thịt nhũ không? Ừ. Đây, thật nhũ đi các bạn ơi. Rồi. Chụp hình đi anh ơi. Thôi đi không được, nghỉ đi, tới đây thôi. Chụp hình đây nè. Thôi. Đi bò không? Em quay em rồi, em không chụp đâu, trên đó nguy hiểm quá. Ô, đẹp. Đi chụp hình đây nè anh. Xa quá. Xa quá không thấy anh. Quay thì thấy nhưng mà không thấy ấy. Đây. Đẹp lắm các bạn ơi. Đây cổng trời đây, đây. Đó. Mình leo không nổi, mình đứng dưới mình quay cổng trời cho các bạn coi đây. Từ cổng trời đi xuống, đó. Đó. Cổng trời đi xuống đó, đó. Đây một cái cổng trời nữa đây. Đâu em luôn rồi. Đây, để cổng trời đi xuống bên đây. Đây, đây, đây. Đây các bạn. Đây. Rồi, chụp hình đây nè anh. Đá hai bên chồng 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 chụm lại cái lỗ ở giữa nè, để mình quay từ cái giếng trời nó giếng trời nè qua cái cổng trời nè đó, mình quay nè đó, đó. Rồi mình đưa cái mặt đây. Đây hai vợ chồng mình đang ở. Ô, lên thở hả họng hả hầu. Mệt quá mệt. Lên thù rung giò luôn á. Rồi. Rung giò rung cẳng luôn. Rung quá. Lên cao lắm, lên chọc trời cái đó mà. Đánh trời đánh kìa. Cao lắm. Bên kia. Nó đi hướng nào? Nó đi hướng này. Ở đây nè, ở đây nè. Không có, đừng đi. Cầu ở đây lên cái cầu nè. Có không? Gì? Đây. Là động thịt nhũ.
Dơ quá chừng luôn nè. Dơ quá trời đất luôn. Dơ nhiều lắm. Bự 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 không. Ừ, quá trời đẹp luôn. Đây là ao cá của động Tam Quan, chùa Tam Thanh, động hang chùa Tam Thanh. Xin kết thúc ở đây nha các bạn. Bạn nhớ đăng ký xem và like ủng hộ mình nha. Mình có đi đâu là mình quay cho các bạn xem.